Xin chào các bạn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một case thực tế khai báo hải quan nhập khẩu mặt hàng nhựa nguyên sinh từ Ấn Độ của công ty Nhật Minh. Và trước hết thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bối cảnh của hợp đồng này. Do hợp đồng diễn ra giữa một doanh nghiệp Việt Nam và một doanh nghiệp Ấn Độ nên sẽ chịu sự điều chỉnh của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Ấn Độ IEFTA. Hàng hóa được thông quan vào ngày 1 tháng 2 năm 2023 nên sẽ chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 112/2022/NDCP có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 quy định về thuế xuất, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định IEFTA trong giai đoạn 2022-2027. Ngoài ra, trong thời gian này, Tổng cục Hải quan đã phát hành quyết định số 123/QĐ-TCHQ nhằm cải thiện quy trình hành chính và đơn giản hóa thủ tục hải quan, hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu hàng hóa năm 2023. Doanh nghiệp nhập khẩu ở đây là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Nhật Minh có trụ sở tại Vĩnh Phúc. Đây là doanh nghiệp đã có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất sơn, vật liệu chống thấm và thi công chống thấm các công trình dân dụng và công nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh của mình, doanh nghiệp luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về hải quan, về nhập khẩu hàng hóa, không có dấu hiệu vi phạm. Về phía doanh nghiệp đối tác tại Ấn Độ là công ty trách nhiệm hữu hạn Camsun Polymers PVT, chuyên sản xuất nhựa acrylic, nhựa tương và chất phân tán phục vụ cho ngành công nghiệp sơn, xây dựng. Công ty Nhật Minh cho biết họ nhập nguyên liệu để sản xuất thành phẩm, do đó ưu tiên chất lượng. So sánh với các nhà cung cấp từ Trung Quốc, giá cả không chênh lệch quá lớn, nhưng chất lượng của phía Ấn Độ vượt trội hơn. Doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan tại chi cục hải quan Vĩnh Phúc do đã có kinh nghiệm cũng như quen thuộc với quy trình thủ tục khai báo tại địa phương. Kho hàng của doanh nghiệp cũng nằm tại Vĩnh Phúc, do đó sẽ thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa. Và theo thông tin từ phía doanh nghiệp thì cán bộ hải quan ở đây đều rất là nhiệt tình giúp đỡ, nhờ đó mà quá trình khai báo hải quan đã diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bước mà một doanh nghiệp cần chuẩn bị và tiến hành để thông quan hàng hóa thuận lợi, nhanh chóng, thông qua trường hợp của công ty Nhật Minh. Bước đầu tiên đó là xin giấy phép nhập khẩu. Căn cứ Nghị định số 69/2018/NDCP quy định chi tiết một số điều về luật quản lý ngoại thương thì mặt hàng nhựa nguyên sinh mới 100% không thuộc diện phải xin giấy phép nhập khẩu. Bước số 2 đó là mô tả hàng hóa và xác minh mã HS code. Để quá trình thông quan diễn ra thuận lợi, doanh nghiệp cần phải xác minh được chính xác mã HS của mặt hàng mà mình nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu ở đây là 3 loại nhựa Cami Green, loại nhựa nguyên sinh có bản chất là polymer acrylic dùng để sản xuất vật liệu chống thấm. Tất cả được đóng trong 80 thùng phi nhựa, trọng lượng tịnh là 19,2 tấn. Có tổng trọng lượng là 19,88 tấn, đóng trong một container 20 feet hàng khô. Và xét về thể tích và trọng lượng thì lô hàng này được coi là mặt hàng có thể tích lớn. Sau khi đã mô tả hàng hóa, doanh nghiệp sẽ tiến hành áp mã HS cho mặt hàng của mình. Bước đầu tiên là định hình khu vực của hàng hóa. Theo như tờ khai thì hàng hóa là nhựa plastic dạng nguyên sinh, nên hàng hóa sẽ thuộc phần 7 plastic và các sản phẩm bằng plastic, cao su và các sản phẩm bằng cao su, chương số 39, plastic và các sản phẩm bằng plastic, phân chương 1, dạng nguyên sinh. Bước thứ 2 là xác định nhóm cho hàng hóa. Cả 3 loại hàng hóa đều có bản chất là nhựa polyacrylic dạng nguyên sinh. Ta giả soát trong phân chương 1, chương số 39, phần 7, ta thấy ngay nhóm 3906 các polymer acrylic dạng nguyên sinh là phù hợp với tính chất của hàng hóa. Và bước số 3 là xác định phân nhóm của sản phẩm. Để xác định được phân nhóm cho hàng hóa, ta cần dựa vào phần chú giải phân nhóm trong mục đầu chú giải chương 39. Cami Green các loại là loại copolymer acrylic với thành phần hóa học pha trộn, trong đó không có monomer nào chiếm hơn 95% trọng lượng tổng. Áp dụng nguyên tắc số 3 thì cả 3 hàng hóa sẽ đều được xếp vào phân nhóm 390690, loại khác trong nhóm 3906. Bước cuối cùng là xác định phân nhóm phụ. Dựa vào khai báo trên tờ khai hải quan, ta có thể xếp các hàng hóa như sau. Loại Cami Green 5360 là dạng phân tán trong nước nên được xếp vào mã 390690, dạng phân tán.
loại Camigreen 295 và Camigreen 400 là dạng lỏng nên được xếp vào phân nhóm phụ loại khác. Hàng hóa không có thành phần natri polyacrylat, do vậy ta xếp hai loại hàng hóa này vào mã 39069099, loại khác. Và nhận xét về phần áp mã này thì doanh nghiệp đã khai thành công ngay từ lần đầu tiên và chi cục hải quan nơi tiếp nhận từ khai hải quan đã chấp nhận mã HS mà doanh nghiệp đã khai báo luôn. Điều này cho thấy rằng là quá trình khai mã HS của doanh nghiệp khá là thuận lợi. Sau khi đã xác định được HS cho mặt hàng của mình, doanh nghiệp thực hiện công tác truyền tờ khai điện tử thông qua VNACCS, đính kèm các chứng từ được yêu cầu như hóa đơn thương mại, hợp đồng mua bán, phiếu đóng gói hàng hóa, vận đơn đồ biển, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ. Sau đây ta sẽ cùng phân tích bộ chứng thư này của doanh nghiệp. Chứng từ đầu tiên là hợp đồng mua bán hàng hóa. Hợp đồng đã có đầy đủ các điều khoản cần thiết, rõ ràng, trong đó điều kiện cơ sở giao hàng là CIF Cảng Hải Phòng. Thanh toán bằng điện chuyển tiền trước 30% và 70% còn lại là sau khi bên mua nhận được vận đơn. Thanh toán bằng điện chuyển tiền có ưu điểm nhanh, thủ tục đơn giản, phí thấp nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Áp dụng thanh toán bằng phương thức này là do hai công ty đã có mối làm ăn thân thiết nên là có sự tin tưởng. Các chứng từ cần thiết khác mà doanh nghiệp cần chuẩn bị là hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói hàng hóa và vận đơn đường biển. Trong giao dịch này, các chứng từ nhìn chung đã có sự ăn khớp về mặt nội dung và nhất quán về mặt thời gian. Ngày xuất hóa đơn là ngày 10 tháng 1 năm 2023, trùng với ngày xuất phiếu đóng gói hàng hóa. Do hai chứng từ này được lập cùng lúc, ngày hàng lên tàu là ngày 16 tháng 1 năm 2023 và ngày hàng cập cảng Hải Phòng là ngày 30 tháng 1 năm 2023. Sau đó, doanh nghiệp đã nhanh chóng tiến hành khai báo hải quan số lô hàng của mình vào ngày 1 tháng 2 năm 2023. Chứng từ cuối cùng là giấy chứng nhận xuất xứ CO. Giấy chứng nhận xuất xứ Form 3E là loại CO ưu đãi dành cho hàng hóa xuất nhập khẩu trong nội khối các nước thành viên Hiệp định Thương mại IEFTA. Tuy nhiên, theo biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2023, thì mặt hàng có mã HS 3906920 và 3906999 không được hưởng ưu đãi đặc biệt theo IEFTA. Như vậy, CO mà doanh nghiệp sử dụng để khai báo hải quan ở đây chỉ nhằm chứng minh xuất xứ của lô hàng để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi MFR là 5% thay vì thuế nhập khẩu thông thường là 7,5%. Ngoài ra, việc xuất trình CO còn giúp quá trình thông quan diễn ra nhanh chóng hơn. Có một vấn đề phát sinh khi nghiên cứu CO, đó là sự sai khác mã HS giữa CO và tờ khai hải quan. Theo như nhóm tìm hiểu được, cơ quan hải quan đã bỏ qua lỗi này và vẫn chấp nhận CO. Nội dung này hiện được quy định tại thông tư số 38 năm 2018 của Bộ Tài chính như sau. Trường hợp có sự khác biệt giữa mã HS trên CO và tờ khai hải quan nhập khẩu nhưng mô tả hàng hóa trên CO phù hợp với trên tờ khai hải quan thì cơ quan hải quan có cơ sở xác định chấp nhận CO. Theo tìm hiểu thì CO Form 3E không quy định về cụ thể này yêu cầu cấp CO. Tuy nhiên, cơ quan hải quan không chấp nhận CO cấp trước ngày tàu chạy. CO được cấp ngày 20 tháng 1 năm 2023 sau ngày xuất khẩu. Ngày ghi trên vận đơn là ngày 16 tháng 1 năm 2023 là hoàn toàn phù hợp. Như vậy, bộ chứng từ đã có sự thống nhất. Doanh nghiệp đăng ký tờ khai một lần duy nhất vào sáng ngày 1 tháng 2 năm 2023. Cơ quan hải quan hoàn thành kiểm tra của ngành và cấp phép vào sáng ngày 2 tháng 2 năm 2023. Điều đó cho thấy doanh nghiệp đã có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, am hiểu quy trình, thủ tục và có kinh nghiệm nhập khẩu lâu năm. Lô hàng này được phân vào luồng vàng, do đó bị kiểm tra chi tiết hồ sơ nhưng được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Cụ thể, kiểm tra các chứng từ như hóa đơn thương mại, packing list, CO, nhưng CO cần phải nộp lại bản gốc. Ngoài ra cần phải scan CO, hóa đơn thương mại lên hệ thống khai báo. Việc được phân vào luồng màu gì,
phụ thuộc vào hệ thống khai báo hải quan điện tử. Chính vì vậy, khi gặp tình huống tương tự, các bạn cũng không cần phải lo lắng mà hãy chuẩn bị thật đầy đủ bộ chứng từ để được thông quan sớm nhất nhé. Bước tiếp theo trong quy trình là tiến hành nộp thuế. Việc tính thuế đã có hệ thống tính toán. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải kiểm tra lại bằng cách tính tay để tránh những sai sót như nhập sai đơn giá hay nhập trùng đơn giá hai lần. Tổng tiền thuế phải nộp cho khách hàng này là 82.202.239 đồng, gồm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Trong đó, thuế nhập khẩu là 26.516.801 đồng bằng mức thuế nhân với trị giá tính thuế theo biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2023. Mã hàng trên đều có mức thuế ưu đãi là 5%, còn trị giá tính thuế bằng chính giá trị ghi trên thương mại vì hợp đồng mua bán theo điều kiện CIF là 22.780,8 đô la, nhưng cần phải đổi giá trị trên sang tiền Việt để tính thuế. Thuế giá trị gia tăng bằng 55.685.388 đồng, chính bằng mức thuế VAT 10% theo biểu thuế năm 2023 nhân với trị giá tính thuế giá trị gia tăng bằng tổng trị giá tính thuế nhập khẩu và thuế nhập khẩu. Bước cuối cùng là doanh nghiệp tiến hành các thủ tục để hoàn tất lấy hàng ra khỏi cảng. Người đại diện doanh nghiệp đến phòng thương vụ cảng trình các giấy tờ như DO, giấy giới thiệu của chủ hàng, mã vạch tờ khai hải quan, nộp phí và nhận phiếu ER giao nhận, sau đó bốc xếp hàng lên xe và trở về kho bảo quản. Trên đây là những chia sẻ của chúng mình về hoạt động khai báo hải quan thực tế của một doanh nghiệp. Hy vọng có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và làm việc. Hãy like và subscribe kênh để chúng mình có động lực làm thêm các video đó khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.